Attention là một danh từ, có nghĩa là sự chú ý. Attention everyone, may I have your attention please? 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 May I have your attention? May I have your attention please? May và may được dùng để xin phép, chủ yếu trong văn phong mang tính chất lịch sự và trang trọng. Hai từ này ít thông dụng hơn can và could. Attention là một danh từ, có nghĩa là sự chú ý. Attention everyone, may I have your attention please? 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 May I have your attention? May I have your attention please? May và may được dùng để xin phép, chủ yếu trong văn phong mang tính chất lịch sự và trang trọng. Hai từ này ít thông dụng hơn can và could.